chào các cháu em, là vui quá các cháu ơi. Ăn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Chưa hả? Chào mọi người. Chào đi, chào các con. Hôm nay có cái chương trình đại tiệc của những chú heo cô bồi, dinh dưỡng cô bồi về đây. Mình được cái chương trình này mình ghi hình lại để giới thiệu mọi người, cho làm cái kỷ niệm cho mọi người theo dõi nha. Phải vui. Bây giờ mình bắt đầu lại đi. Bây giờ chị đếm 1, 2, 3 các bạn khô thật to heo cao rồi nha. Khô thật to thật rõ nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tất cả các bạn nhỏ rất nhiều. Và bây giờ chị đội heo cao mồi sẽ gửi cho bạn những phần quà, đó là suốt chiếc sống cô mai. Bây giờ các bạn mình hãy xếp thành hàng nha, mình thứ tự lên nhận quà một không gian lớn nha. À, bây giờ hàng của bạn này đi lên trước đi. Thank you.
sắc thảo rồi. Theo tác thảo rồi. Chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa nào ăn hết hả? Ngon không? Có ai ăn không? Chưa ăn hết không? Có em nào ăn chưa? Không có ăn chưa? Có ăn chưa? Có đứa nào ăn chưa? Chắc con có nào ăn chưa? Chưa hả? Các cháu em, là vui quá các cháu ơi.
ăn chưa? Có ăn chưa? Các con ăn chưa? Chưa hả? Đó, hello, chào khán giả. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Chào đi, chào các con. Chưa, con ăn chưa? Chưa ăn hả? Chưa nào ăn hết hả? Nè con ăn rồi. Đem về nhà dành ăn hả? Ngon không? Ăn thử ngay coi ngon không? Ngon. Nó có phô mai nữa. Có hả? Này con ăn nhiều lần lắm rồi. Dạ hả? Rồi biết tên của chú chưa? Alo Đặng Mã. Rồi. Chào đi mấy chú heo. Lắc tay đi chú ơi, chú heo. Rồi, cảm ơn chương trình nha. Xin cảm ơn chương trình nha. Rồi, heo này có xỉu à, giả bộ xỉu cái heo. Có heo nào xỉu không?
Không có con heo nào xỉu hết trơn. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi, bye bye mấy chú heo nha. Cảm ơn. Quên nè, cảm ơn thầy Tấn. Ok. Xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Rồi xong rồi. Nhận nhạc quay rồi, quay cho mấy anh em ta lên YouTube rồi mấy anh ừ đó. Xong đâu. Xong rồi. Xong đâu rồi, xong hạ cho anh em đưa lên YouTube cái ơi. Rồi, ta bye bye rồi anh ơi. Nó chả ánh nắng nó không được đẹp. Chá nắng quá. Lại sớm cũng kè. Tôi còn hay lại sớm chứ kêu mở cái thùng quay mà lúc mà học sinh nó vừa chạy ra á. Ừ. Lúc đó lại nó giãn. Trên vừa chạy ra đón đó phải không? Ừ. À. Cái cánh nó lúc đó ra mới hấp dẫn.